tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã chôn vùi 37 ngôi nhà là nơi sinh sống của 168 khẩu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới hiện trường thôn Làng Nủ thăm hỏi nhân dân, động viên các lực lượng tìm kiếm, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền Lào Cai khẩn trương tìm vị trí tái thiết lại khu ở mới cho người dân mất nhà cửa trong vụ lũ quét. Thủ tướng giao chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thiện khu tái định cư cho người dân. Đặc biệt, nơi ở mới của người dân phải đảm bảo có đầy đủ nhu cầu thiết yếu như có điện, nước sạch, môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái định cư tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, nơi vừa xảy ra trận lũ quét lịch sử khiến hơn 100 người chết và mất tích. Theo phương án xin ý kiến của các hộ dân, địa điểm dự kiến tái định cư cho người dân tại thôn Làng Nủ, cách vị trí nhà văn hóa thôn ra phía ngoài trung tâm xã khoảng 2 km. Huyện Bảo Yên sẽ đề nghị với cấp trên hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất, khuôn viên nhà có diện tích cho người dân có thể chăn nuôi, đảm bảo cuộc sống. Về cơ bản, người dân nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Cơ bản các hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tây được xây dựng bằng vật liệu xi măng cốt thép, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Theo đó, chính quyền huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã khảo sát vị trí mới xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ có diện tích khoảng 5 hectare, nằm trên trục đường gần về phía trung tâm huyện. Đây sẽ là nơi sinh sống mới cho 37 hộ dân thôn Làng Nủ. Dưới, khu vực này đã có sẵn đường bê tông, xa xa có 3 đến 4 gia đình ở dưới chân đồi. Sáng ngày 15 tháng 9, chính quyền huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã bắt đầu công cuộc tái thiết thôn Làng Nủ bằng việc xây dựng một khu tạm định cư cho người dân ổn định cuộc sống trước khi khu tái định cư được hoàn thành. Khoảng 7 giờ sáng, một chiếc máy xúc đã được huy động tới để san gạt mặt bằng tại địa điểm cách nơi bị sạt lở do cơn lũ dữ khoảng 2 km. Mỗi hộ dân sẽ được bố trí từ 50 đến 60 m2 diện tích đất ở tạm cư trong khoảng thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên Trần Trọng Thông cho biết, sau khi khảo sát địa hình và họp bàn với người dân cho thấy 25 hộ đang cần tạm cư cấp thiết, nên ngay trong sáng ngày 15 tháng 9, địa phương đã cho san gạt mặt bằng để làm nơi tạm cư cho người dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương và đơn vị khảo sát còn chọn địa điểm khác là đồi kè, pom kè, nơi có 5 hộ dân đang sinh sống xung quanh. Tiếp nối hành trình sẻ chia, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3. Chiều ngày 15 tháng 9, đoàn công tác Trung ương đoàn do anh Ngô Văn Cương, bí thư Trung ương đoàn làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ vùng thiệt hại nặng nề do mưa lũ sau bão số 3, bão Yagi, tại tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ. Làng Nủ hiện tan hoang bùn đất, gần như bị xóa sổ, chỉ còn vài nóc nhà trên núi cao. Tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, đoàn đã trao tặng nhu yếu phẩm, túi thuốc và tiền mặt hỗ trợ 2 triệu đồng trên suất đối với một số gia đình học sinh bị cuốn trôi nhà cửa, mất người thân do trận lũ quét. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, sáng ngày 15 tháng 9, các cơ quan đơn vị chuyên môn của huyện, chính quyền xã Phúc Khánh và thôn Làng Nủ đã tiến hành rà soát lại, do đó đã có sự thay đổi về thiệt hại người và tài sản. Theo đó, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà, có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ, là nơi sinh sống của 168 người. Vụ lũ quét khiến 52 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 15 người bị thương. Do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo chính xác. Ngoài ra, một số trường hợp mặc dù đã có thông tin nhưng vì lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp khác do hoảng loạn đã khai báo bị trùng lặp thông tin giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Trên cơ sở rà soát, Sở Chỉ huy Tiền phương tại Làng Nủ sẽ tập trung lực lượng, khảo sát, xác định thêm những vị trí có khả năng có người bị vùi lấp, tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để tìm kiếm với quyết tâm cao nhất để đưa người còn mất tích về với gia đình. Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 87 người an toàn sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm ngày 10 tháng 9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tổng số người thiệt mạng và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu.
Hiện công tác tìm kiếm người mất tích tiếp tục được các lực lượng triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đất bắt đầu cứng lại. Huyện Bảo Yên cũng đang triển khai san gạt mặt bằng khu tạm cư cho các hộ dân làng Nổ, cách nơi ở cũ hơn 2 km, phấn đấu xong trong 10 ngày để ổn định tạm thời đời sống nhân dân trước khi xây xong khu tái định cư. Trong một diễn biến khác, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ngày 16 tháng 9 sẽ có 521 trường học tổ chức dạy học trở lại, 77 trường chưa tổ chức dạy học, chiếm 12,87%. Trong đó, huyện Simacai có 36 trên 37, huyện Bát Sát có 45 trên 56 trường, huyện Bắc Hà có 45 trên 55 trường, huyện Bảo Yên có 13 trên 68 trường. 5 địa phương còn lại là thành phố Lào Cai, thị xã Sapa, huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng, huyện Mường Khương, 100% các trường tổ chức dạy học bình thường. Đối với khối trung tâm giáo dục thường xuyên, 100% các đơn vị tổ chức dạy học bình thường. Hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các đơn vị trường học tích cực dọn vệ sinh trường lớp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để việc dạy học và học trở lại bình thường. Đồng thời động viên cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh Lào Cai có 35 học sinh tử vong và mất tích, 15 em bị thương do bão lũ, hơn 600 gia đình giáo viên, nhân viên ngành giáo dục bị ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3. Riêng huyện Bảo Yên có 25 học sinh thiệt mạng do mưa lũ, trong đó 23 em ở thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, 410 gia đình giáo viên chịu thiệt hại do mưa lũ. Đã vài ngày sau trận lũ quét lịch sử kinh hoàng săn phẳng toàn bộ thôn Làng Nổ, công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra tại Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cơ quan chức năng cũng đã in những hồ sơ, bản đồ của thôn với cỡ khá lớn đặt tại hội trường thôn. Chiều ngày 13 tháng 9, trong quá trình tìm kiếm người nhà bị nạn tại Làng Nổ, khi thấy có dấu hiệu lũ tràn về, lực lượng chức năng đã đánh kèm, gọi bộ đàm yêu cầu tất cả lực lượng về địa điểm an toàn. Sau khi xác định đã an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Thông tin mới nhất về lũ quét Làng Nổ vào chiều ngày 13 tháng 9, có thêm 3 người trong danh sách mất tích trở về. Đó là ba mẹ con gia đình chị Nguyễn Thị Hồng. Gia đình chị Hồng đã trở về trung tâm chỉ huy Làng Nổ báo tin. Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng ghi nhận số người an toàn sau vụ lũ quét vùi lấp cả thôn Làng Nổ là 57 người, 51 người tử vong, 33 người mất tích, 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện các lực lượng đang tiếp tục tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, dùng máy xúc hỗ trợ hót bùn đất nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ánh sao vuông ở Làng Nổ. Sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cùng với cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân huyện Bảo Yên đã phối hợp chặt chẽ, dốc sức tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ, động viên những người còn sống. Suốt những ngày qua, dân quân Hoàng Văn Tuấn, xã Phúc Khánh không lúc nào ngơi tay. Trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn cả làng anh đi trong chốc lát. Nén đau thương trước mất mát quá lớn của quê nhà, anh cùng đồng đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích, chăm sóc người bị thương, hỗ trợ người còn sống vượt qua khó khăn, thử thách quá lớn này. Anh Hoàng Văn Tuấn nói, khó khăn, hiểm nguy thế nào chúng tôi cũng không ngại, chỉ lo không tìm thấy hết những người xấu số bởi khu vực lũ quét, sạt lở quá rộng cùng khối lượng đất đá quá lớn. Nhưng chỉ cần có tín hiệu, chỉ cần có thông tin, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Cùng tham gia tìm kiếm nạn nhân Làng Nổ có nhiều nữ dân quân, chị Lương Thị Mở, dân quân thôn Trường 1 và chị Nguyễn Thị Hồng Cúc, dân quân thôn Phia, đều thuộc xã Lương Sơn, cùng đồng đội tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích ngay sau khi trận lũ quét xảy ra. Gác lại việc gia đình, các chị xung phong vào hiện trường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy là nữ giới, chân yếu tay mềm, nhưng nhìn vào ánh mắt người thân nạn nhân đang mòn mỏi chờ đợi, các chị lại càng thêm nỗ lực. Nữ dân quân Lương Thị Mở nói, quá trình tìm kiếm, chúng tôi đắp bờ ngăn nước, rồi tiến hành cào bùn, đào đất đá theo phương pháp cuốn chiếu để tìm kiếm nạn nhân. Hy vọng sẽ sớm tìm thấy hết đồng bào bị vùi lấp để người thân của họ vơi bớt nỗi đau. Sau nhiều ngày gắng sức tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Hoàng Văn Mong, thôn đội trưởng thôn Nà Phát, xã Phúc Khánh, dù đã thấm mệt nhưng anh vẫn dậy sớm để tổ chức cho hơn 40 dân quân phối hợp cùng bộ đội thực hiện việc tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Tham gia công tác khắc phục hậu quả vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ có hàng trăm chiến sĩ sao vuông thuộc các xã Phúc Khánh, Lương Sơn và thị trấn Phố Ràng. Các lực lượng tham gia được phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ huy chặt chẽ, góp phần quan trọng vào công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Các đồng chí dân quân thông thạo địa hình được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Sư đoàn 316 Quân khu 2 để chỉ đường và cùng tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân. Một số đồng chí làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới để bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm tại hiện trường. Thông tin mới nhất từ Sở Chỉ huy Tiền phương tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên. Sáng ngày 15 tháng 9, các cơ quan đơn vị chuyên môn của huyện, chính quyền xã Phúc Khánh và thôn Làng Nủ đã tiến hành ra soát lại từ tổng thể đến chi tiết, có sự thay đổi về thiệt hại người và tài sản. Thông tin cập nhật chính xác đến thời điểm 12 giờ ngày 15 tháng 9 như sau. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét, sạt lở đất là 33 hộ với 40 nóc nhà, có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ, là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số người đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ. Tổng số trường hợp đang điều trị tại bệnh viện 15 người, có 52 người tử vong, tăng 1 trường hợp so với ngày 14 tháng 9, nạn nhân tử vong tại bệnh viện do chấn thương nặng. Thông tin đến thời điểm hiện tại có 14 người mất tích, giảm 19 người so với số liệu ngày 14 tháng 9. Lý do là thời điểm xảy ra vụ lũ quét, thông tin liên lạc bị ngắt, gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo một cách chính xác. Một số trường hợp khi có thông tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp do hoảng loạn khai báo bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, sau khi trận lũ quét tràn qua Làng Nủ, có 87 người an toàn. Tổng số người thiệt mạng và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. Trong ngày 15 tháng 9, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại đang bị mất tích sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét. Trước đó, trong ngày 14 tháng 9, 100 cán bộ chiến sĩ từ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và hơn 150 người là lực lượng tại chỗ đã đến đây để cùng với các lực lượng vũ trang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Hai ngày nay tại Làng Nủ, trời nắng nóng làm nền đất bị khô và dần nén chặt, khiến việc dò tìm tung tích nạn nhân càng thêm khó khăn. Các lực lượng hiệp đồng chạy đua với thời gian tìm kiếm người dân đang bị vùi lấp. Lật từng cây gỗ, bới từng lớp bùn dày, dưới lớp bùn đặc quánh có nhiều vật sắc nhọn, nguy hiểm nhưng mọi người vẫn không quản ngại. Anh Trần Văn Mạnh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên chia sẻ, với tinh thần chúng tôi vào đây là quyết tâm cố gắng tìm nhiều nhất các nạn nhân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất. Tại thôn Làng Nủ, các lực lượng hiện vẫn duy trì 17 tổ cơ động tìm kiếm dọc theo suối và 4 vị trí quan sát để cảnh giới và báo động, đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm. Ngày hôm qua, ngày 14 tháng 9 đã tìm thấy thêm thi thể của 3 nạn nhân. Như vậy đến nay, số người chết là 51 người, 33 người còn mất tích. Đại tá Phạm Hùng Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, chúng tôi tổ chức lực lượng dàn hàng ngang, dò tìm lần lượt từng vị trí để phát hiện các hiện tượng ở dưới sủi lên. Thứ hai là dùng chó nghiệp vụ và kết hợp với thiết bị máy móc, xác định các vị trí trọng tâm, trọng điểm để dùng máy móc múc bùn hoặc khuấy lên để tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!